sẽ nói cho chúng bay vào đầu. Cha đời của chúng bay á là tiếp tay cho mày hả, đánh thuê cho mày hả. Tới giờ chúng bay hả, bây sinh con ra, bây giờ bây suối con bay đi ăn cướp hả, bây lòi lật đổ cộng sản hả, bây để cho con bay về để mà hưởng thù của cộng sản đang làm sẵn cho chúng bay hả, giòn sẵn cơm chúng bay ăn hả, nằm mơ hả. Cái lũ chúng bay hả, hồi xưa là cha bay làm tay sai cho mày, bây giờ đẻ con ra thì suối con đi ăn cướp hả, ăn cướp của cộng sản. Rồi đồ thừa cái cộng sản là hèn với giặc, ác với dân. Cái chữ hèn với giặc, ác với dân là lính Cộng Hòa hồi xưa của chúng bay. Cái lá cờ bá sọc cho chúng bay. Hèn với giặc, ác với dân là chúng bay giận mì vào nhà ta kết nghĩa cho tụi bay này. Cái chữ mà hèn với giặc, ác với dân á là hồi xưa bay giận mì vô hả, ăn cướp đất của mình hả, giết đồng bào của mình hả, rải bom chất độc dao cam của trên đất nước của mình. Không phải là bay hèn với giặc, phải ác với dân à, đúng không? Cộng sản làm gì có chất độc cho cam để mà làm ác với dân được. Bây giờ tao hả nói ra bạch cái mặt cho tụi bay hả, bây kia tao. Chào anh. Hà My xong chưa? Dạ xong rồi, em mời anh. Thì như này, bây giờ ai nói là cộng sản hèn với giặc, ác với dân thì comment bên dưới cộng sản hèn như thế nào, ác với dân như thế nào, comment bên dưới đi. Nó là chuyên gia comment đó, đó anh. Nói luôn đi anh, nó là chuyên gia mà. Nó quay ra chuyên gia này. Mình nói một câu, mình nói một câu này này. Tức là bất kể một chế độ nào, một xã hội nào, khi mà thay đổi đường lối, thay đổi thể chế thì chắc chắn cũng sẽ phải qua những cái sai lầm, đúng không? Và đến bây giờ thì xin nói với tất cả các bạn là không một ai tránh khỏi phải sai lầm hết. Đảng Cộng sản không phải là đảng độc tôn, và chính quyền luôn luôn lắng nghe người dân. Như hôm qua cái buổi livestream của Hà My thì có cái anh bạn ba cu hay cái gì đó mình không quan tâm, đúng không? Nhưng mà mình đã comment, mình đã nói bây giờ mọi điều thì chúng nó chỉ soi xét vào báo chí Việt Nam. Báo chí đưa ra cái gì? Những cái vụ mà xét xử tham ô, tham nhũng thì bắt đầu nó chọc vào đó. Xong nó bảo là cái gì xin lỗi nha, Minh Đạt cộng sản ăn cướp tài sản của dân, áp bức bóc lột. Minh Đạt là ai nhỉ? Minh Đạt ơi, Minh Đạt dẫn chứng cho mình xem ấy, là cộng sản ăn cướp tài sản của dân mới áp bức bóc lột. Minh Đạt có dẫn chứng không? Minh Đạt comment ở dưới, Minh Đạt có dẫn chứng không? Minh Đạt đưa ra cái. Thực ra là cũng bức xúc lắm rồi, nhưng mà mình thì mình rất là kiềm chế. Mình chỉ mong muốn như thế này. Có một số người là người ta chưa hiểu, bản chất của vấn đề. Thì anh em chúng tôi ấy, là lương ba củ, một số bảo là dư luận viên ba củ. Mình không dám nhận là dư luận viên, mà mình cũng chẳng dám nhận lương ba củ, bởi vì là lương của mình bây giờ nó thật sự ra là đủ nuôi cả gia đình. Nhưng ba củ hay là ba cái gì đó thì mình không quan tâm. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cứ tự nhận đi, mình là lương ba củ, nhưng mà mình vẫn cứ cơm no rượu say tối ngày. Và mình lên đây, thế là mình lên đây để mình trao đổi thẳng thắn với mọi người là ai đủ dẫn chứng. Tức là đừng có nói suông nhá, đừng không, một là không dùng ảnh chế, hai là không có chửi tục, ba là nói phải có dẫn chứng. Đúng không? Ví dụ như Minh Đạt là lúc nãy nói là cộng sản ăn cướp ăn cóp. Ừ, anh bị rớt màn rồi, để em mời lên. Có một cái website của chính phủ.vn, là ở trong đó là có một câu hộp thư để tiếp nhận tất cả những ý kiến đóng góp của mọi công dân Việt Nam. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng có một cái địa chỉ website là đàngcộngsản.vn, là trong đó có hộp thư tiếp nhận tất cả mọi ý kiến đóng góp của công dân. Đảng lãnh đạo nhưng Đảng không có độc quyền, không độc tôn, Đảng vẫn lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân. Và cái đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rồi, đúng không? Đấy. Chính phủ điều hành đất nước, còn nhân dân làm chủ. Thì bây giờ bạn nào mà gọi là cứ bảo là Đảng hèn với giặc, ác với dân thì lên đây đối chất. Tôi sẵn sàng, tôi đối chất. Tôi chỉ là một thằng dân thường hút thuốc lào và nghiện thuốc lá, chém gió. Còn xin lỗi, cứ bảo là dư luận viên ba củ, lương tôi xin lỗi nhá, tôi 30 củ chứ 3 củ tôi không nhận đâu. Nói thật đấy, là tôi say xỉn tối ngày. Nên là bạn nào ấy mà cái gì mẹ đâu biết không, bây giờ bạn nào xuyên tạc, bạn nào bảo là hèn với giặc, ác với dân thì các bạn đưa ra dẫn chứng Đảng Cộng sản hèn chỗ nào, ác thì các bạn đưa dẫn chứng. Tôi sẵn sàng, tôi đối chất với các bạn. Còn nếu như các bạn mà không dẫn chứng được mà các bạn chỉ có a dua mà chửi xàm bố láo ấy, thì các bạn nên nghĩ như thế này. Các bạn đi ra Mỹ, đi ra Úc, đi ra Canada hay đi đâu ấy, thì tôi không còn biết. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đuổi được, tức là đánh thắng thực dân Pháp, xong rồi đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước Việt Nam, thì các bạn bị nghe tuyên truyền là nếu mà để Cộng sản Bắc Việt vào ấy thì sẽ có cuộc tắm máu. Nên là các bạn sợ quá thì các bác là chạy đi ra nước ngoài. Rồi sau đó thì các bạn nghe tuyên truyền là thế lọ thế chai thì tôi không cần biết. Thế nhưng mà các bạn sẵn sàng bỏ tiền, bỏ vàng ra, các bạn là lén lút đi vượt biên. Rồi các bạn được nghe tuyên truyền là ở một cái thế giới tự do nó sung sướng lắm, nó tự do lắm, mà mình muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi, không ai can thiệp đến, đúng không? Thế rồi sau này các bạn là gom góp tiền vàng, rồi các bạn đi vượt biên. Thì các bạn đi vượt biên thì các bạn đi vào các cái trại tị nạn ấy. Thế là xong đó nó thu hết tiền, hết vàng của các bạn. Thế xong các bạn hận thù chế độ, hận thù Cộng sản. Nhưng mà xin lỗi các bạn, đúng rồi anh, các bạn nói câu đó chính xác. Các bạn sai ở cái chỗ ấy, không ai trả thù các bạn. Còn ấy, chế độ nào cũng có sai lầm, không ai đúng hết, đúng không? Không ai đúng hết. Còn các bạn mà bây giờ các bạn quay về thì gia đình các bạn, người thân các bạn vẫn đón tiếp các bạn, vẫn hôm hoa ra sân bay đón các bạn mà, đúng không? Có ai đến làm gì các bạn đâu. Tất cả mọi người ấy đều là người dân Việt Nam, con dân Việt Nam. Đảng, nhà nước, chính phủ sai cái gì các bạn đóng góp ý kiến, đúng không? Không có một lãnh đạo nào là hoàn hảo, không có một cái thể chế nào mà được lòng tất cả mọi người. Nhưng được lòng 2/3, là ok, đúng không? Thế bây giờ các bạn cứ bảo là cộng sản hèn với giặc, ác với dân, thì bây giờ các bạn chứng minh đi, cộng sản nó hèn với ai, nó ác với ai, phải có dẫn chứng chứ đừng có nói suông, đúng không? Đúng. Thế còn bây giờ này, nói gì nói, người dân Việt Nam bây giờ ấy, là người ta cũng đi du lịch nước ngoài rất là nhiều. Thế thì các nước ấy, đến Việt Nam du lịch rất là nhiều. Thế thì các bạn hò nhau xuống đường để biểu tình với cái gì? Đúng không? Thế thì ai nói thì nói, đúng không? Góp ý với đảng, vì Việt Nam duy nhất là một đảng lãnh đạo, còn chính phủ điều hành đất nước. Thế thì các bạn muốn góp ý, thấy chỗ nào đảng sai, thấy chỗ nào chính quyền làm chưa đúng thì các bạn đã góp ý kiến, đúng không? Thế còn các bạn biểu tình thì các bạn phải có lý do để biểu tình, đúng không? Các bạn biểu tình phản đối cái gì? Phản đối luật khu hành chính à? Tức là cái luật đó chưa được thông qua, đúng không? Luật an ninh mạng à? Thế thì các bạn thử xem rằng là tất cả các nước ở trên thế giới này có cái nước nào mà không có cái luật an ninh mạng không? Đúng không? Vì an ninh mạng thì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề, chứ nó không phải liên quan đến vấn đề là mấy bạn chửi láo hay là các bạn xuyên tạc, các bạn bảo là Việt Nam ấy, thông qua luật an ninh mạng rồi bắt chước Trung Quốc, rồi là khống chế Google, khống chế Facebook, là dùng cái mạng riêng của quốc gia. Nhưng xin lỗi, Internet là thế giới phẳng, đúng không? Như vừa rồi ấy, nhá, thì các bạn đã thấy một cái việc mà Việt Nam đã chứng minh đấy, tức là chưa mua bản quyền để mà truyền hình trực tiếp bóng đá đâu, đúng không? Thế nhưng mà dân Việt Nam vẫn xem được, đúng không? Thì đấy là mạng là thế giới phẳng, còn luật an ninh mạng là vì cái gì? Vì này, tôi nói chỉ đơn giản thôi, chưa có luật an ninh mạng thì một cái thằng ấy nó lên mạng ấy, nó chửi bố chửi mẹ các bạn đếch kiện được đâu. Nhưng mà khi có luật an ninh mạng ra rồi ấy, thì các bạn lưu dẫn chứng lại, thằng A thằng B ấy, nó chửi bố chửi mẹ các bạn ấy, thì các bạn đem cái dẫn chứng đó ra ấy, thì mới có chứng cứ để người ta xử, đúng không? Thế đấy, luật an ninh mạng là nó tốt cho mọi người chứ nó không phải riêng tốt để cho chính phủ, hay là chính phủ bảo là luật an ninh mạng xong rồi để cấm Google hay là cấm Facebook hay là cấm mạng xã hội đâu, không phải. Cái đó thì các bạn nghĩ thế là sai. Thế còn thì mấy hôm nay thì cũng nhiều người gọi là gì, hô hào kích động, thì mình nói thế nó nặng, đúng không? Nhưng mà thôi, mình với Hà My thông cảm nói như này. Thôi thì ai chửi gì chửi Hà My ạ. Mấy anh em mình mấy hôm nay thì cũng nói nhiều rồi. Còn bây giờ ấy, nhá, thì là bạn nào mà muốn kiểu như gọi là đối chất đấy, kiểu như gọi là thông não nhau á, thì bây giờ comment dưới đi, comment phía dưới là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì của chế độ cộng sản sai tôi thừa nhận sai luôn, còn cái gì đúng tôi khẳng định là đúng, nhưng với điều kiện nhá là phải có dẫn chứng, nó cụ thể, nó chính xác. Còn nhá, đừng có nói rằng là trên Facebook hay đừng có nói gì trên mạng, như tất cả các trang wiki, những cái đó là người ta sửa được hết, đúng không? Ai vào cũng sửa được hết, thì cái đó là không đúng nhá. Còn xin lỗi, tôi nói các bạn nghe này, ví dụ như cái nồi cơm nhà các bạn ấy, các bạn đang ăn, đúng không? Thế mà ai đến phá nhà các bạn này, các bạn có đứng lên các bạn giữ nồi cơm không? Đúng không? Các bạn ở đâu tôi không biết, nhưng ấy, mà các bạn là tự bê bát cơm của các bạn mà các bạn đổ đi ấy, thì đấy là các bạn tự xem lại thần kinh các bạn có vấn đề không. Còn nhá, tôi đang bê bát cơm mà ai á mà giật bát cơm của tôi mà đổ đi ấy, là có chuyện với tôi đấy, đúng không? Đơn giản thì tôi cuộc sống rất là đơn giản. Thế thì nói với nhau một câu và khẳng định với nhau một điều ấy là mình làm những cái gì đúng với lương tâm của mình nhá, đúng với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thế thôi. Đừng có đi chửi bới lẫn nhau, đừng có đi nghe kích động suối bậy tầm bạ, đúng không? Bây giờ này ai nó xúi mình và sang chửi thằng hàng xóm, thế mình với thằng hàng xóm chả có thù hằn gì nhau, đúng không? Thế tự nhiên sang chửi nó, thế nó đánh cho cả họ nhà mình sấp mặt. Nhưng anh biết sao? Anh biết sao không? Tụi này cũng phải nói đơn giản với anh đâu. Tụi này là nó có ý đồ lạc đổ, nói gọn gàng. Nó là thừa để trong đất nước như thế nào rồi. Nhưng tụi này là cố tình là quậy phá đất nước. Nó muốn biểu tình, muốn là phải đổ máu một lần, muốn lập chế độ này, em khẳng định như vậy. Thế còn mấy đứa này là không thể giải thích được nữa rồi. Nếu tranh luận em vẫn cho lên tranh luận. Tụi này cũng không giải thích được đâu. Không phải những cái vấn đề ấy. Bao nhiêu người dám làm việc đó. Thì bây giờ đó, chỉ cần nói với tất cả các bạn nhá. Cái bát cơm mình đang bê mình ăn, đúng không? Mà thằng nào giật bát cơm thì chắc chắn là mình phải đánh nó trước, đúng không? Đúng. Cái đấy là cái vấn đề. Còn bây giờ nhá, tôi đang sống ở trên mảnh đất nhà tôi, trên quê hương tôi, và với bố mẹ anh em họ hàng dòng tộc nhà tôi nhá. Bất kể một thằng nào đến giật bát cơm của tôi thì không những bản thân tôi mà bố mẹ anh em nhà tôi cũng phải phản kháng. Vậy thôi, đúng không? Chuyện rất là đơn giản. Còn ai mà bức xúc với ai thì oan thì có đầu mà nợ thì có chủ, đúng không? Vậy thì bất kể ai bức xúc cái gì thì thứ nhất, bức xúc với lại chính quyền phường xã thì lên chính quyền phường xã. Ai mà bức xúc với cá nhân, đúng không, thì với cá nhân không giải quyết được với nhau. Thì đâu còn gì nữa, nói với anh này cũng đúng thiệt, đúng. Mời người thứ hai nói để giải quyết, đúng không? Dạ. Mà nhưng nó không chịu như vậy mà. Nó không chịu như vậy. Tụi em cũng lên từng nói như vậy rồi. Nhưng nó không chịu. Bây giờ là nó là nhất quyết xuống đường, nó biểu tình lật đổ công sản. Đó là gọn nhất. Còn tụi này là em là biết như vậy rồi. Nó không phải là như anh nói đâu. Nó là bây giờ là muốn lật đổ công sản. Nói gọn nhất. Đâu đó. Mình đang muốn bạn nào mà kích động lật đổ cộng sản ấy thì lên đây đối chất với mình. Lý do gì để lật đổ cộng sản ở Việt Nam? Ok. Rồi để anh nói đi, có ai đi lên thì ok. Rồi lát em mời anh lên, em mời em. Dạ rồi, ok, anh dưới đợi tí. Ai muốn lên? Anh này nói ai muốn lên là